Vì sao chúng sanh ở địa ngục có thể tự do ra vào nhân gian, đồng thời dựa vào thân người khác? Việc này là có nhân duyên đặc biệt, không phải là tùy tiện có thể dựa thân, mà có nhân duyên đặc biệt. Họ có thể dựa thân, có thể nói cho người thế gian này tin tức ở địa ngục là một việc công đức, là một việc tốt. Đây tuyệt đối không phải là lời giả, tuyệt đối không phải là lời bịa đặt, tuyệt đối không phải mê tín. Đối với những chúng sanh dựa thân này, phải nên câu thông hóa giải với họ như thế nào? Đây là đã bị những linh quỷ này dựa thân. Mấy năm gần đây chúng tôi gặp việc này rất nhiều. Rất khó khiến người ta tưởng tượng được là trên thân một người có thể ở hơn 100 linh quỷ, là hiện tượng rất đáng sợ. Cho nên chúng ta nhìn thấy họ khổ không chịu nổi, bởi vì tính tình linh quỷ không như nhau, cũng không nhất quán. Bên này muốn thế này, bên kia muốn thế kia. Bạn nói xem phiền phức biết bao. Chúng tôi nhìn thấy đúng như vậy. Biểu hiện đó của cô ấy là khổ không nói nên lời. Bạn đi hóa giải, phần này nghe, phần kia không nghe. Bạn nói xem, chung sống với hơn 100 chúng sanh như vậy, khổ biết bao. May là ở đây họ còn có người dẫn đầu, dường như họ có tổ chức, có kẻ đứng đầu. Nhưng có không ít, có 5-6 kẻ dẫn đầu. Thật sự là phải làm cho họ an ổn lại, phải khuyên bảo họ. May mà những linh quỷ này cũng hiểu được, khiến cho người này chịu tội. Chính họ cũng cảm thấy là không nên, nhưng phải làm sao? Không ra được. Những linh quỷ này muốn ra hỏi họ nhưng không ra được. Vì sao không ra được? Bản thân cô ấy quá căng thẳng. Cô ấy vừa căng thẳng thì khác gì việc đóng hết toàn bộ lối ra, tắc nghẽn rồi thì ra không được. Theo chúng tôi thì chỉ cần cô ấy có thể thả lỏng thư giãn, họ sẽ có cơ hội đi ra. Vừa căng thẳng thì lối ra lập tức bị chặn lại rồi. Cho nên phải hợp tác với họ, phải câu thông với họ, phải hóa giải với họ. Đại đa số đều có 4 loại quan hệ với người bị dựa thân này. Đây gọi là báo oán, đòi nợ. Có những mối quan hệ này, như vậy thì nhất định phải niệm Phật, tụng kinh, lại sám hối, phải tự mình lại đem công đức này hồi hướng cho họ. Đại đa số đều có thể tiếp nhận, nhưng bạn nhất định phải định kỳ hạn cho họ. Ví dụ như trong vòng 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày tôi tụng 1 bộ kinh Địa Tạng, dùng 30 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các vị. Đôi khi họ tiếp nhận. Đến sau 1 tháng thì đúng thật họ đã đi rồi. Hoặc là niệm Phật hiệu. Tôi mỗi ngày sẽ niệm mấy ngàn tiếng, niệm 1 vạn tiếng Phật hiệu, chuyên môn niệm vì họ. Họ mới có thể có được lợi ích. Họ còn có yêu cầu. Họ muốn tìm một nơi để tu hành, không có chỗ đi. Chúng ta có thể giới thiệu cho họ, để cho họ rời đi đến chỗ tốt, họ cũng sẽ đi. Những phương pháp này là sống động, không phải là chết cứng. Cho nên nhất định phải hỏi họ. Vì sao lại dựa thân? Bạn phải hỏi họ: các vị từ đâu đến? Các vị là người thế nào? Là ở cõi nào? Các vị đến có mục đích gì? Có yêu cầu gì? Chúng ta có thể làm họ hài lòng, vậy là được rồi. Thông thường đều có thể nói ra.
đã phát.